Tiểu sử Đức Tân Tổng Giám Mục Giuse Nguyễn Năng. Đức Tân Tổng Giám Mục Giuse Nguyễn Năng sinh ngày 24 tháng 11 năm 1953 tại Phúc Nhạc, Yên Khánh, Ninh Bình, giáo phận Phát Diệm. Năm 1962 đến năm 1970, tu học tại Tiểu chủng Viện Thánh Giuse Sài Gòn. Năm 1970 đến năm 1977, tu học tại Giáo Hoàng Học Viện Thánh Pio X, Đà Lạt. Năm 1977 đến năm 1988, lao động tại Giáo xứ Bạch Lâm, Gia Kiệm, Giáo phận Xuân Lộc. Năm 1989 đến năm 1990, giúp xứ Thuận Hòa, Biên Hòa, Giáo phận Xuân Lộc. Ngày 9 tháng 6 năm 1990, được thụ phong linh mục tại Xuân Lộc. Năm 1990 đến năm 1998, chính xứ Thuận Hòa, Biên Hòa, Giáo phận Xuân Lộc. Năm 1998 đến năm 2002, du học Roma. Năm 2003 đến năm 2005, đặc trách chủng sinh Giáo phận Xuân Lộc. Năm 2006 đến năm 2009, giám đốc Đại chủng viện Thánh Giuse Xuân Lộc. Ngày 25 tháng 7 năm 2009, được bổ nhiệm làm giám mục chính tòa Giáo phận Phát Diệm. Ngày 8 tháng 9 năm 2009, được tấn phong giám mục tại Phát Diệm với khẩu hiệu Hiệp Thông và Phục Vụ.